Giữa cái nắng nóng 40 độ C của Hà Nội, những bác sĩ OVO vẫn đều đặn lên đường, vượt hàng trăm km, tìm đến chăm sóc chiếc xe thân yêu của khách hàng. Hiện tại thì ở bên ngoài không khí đang rất là nắng nóng oi bức. Các bạn đừng nghĩ là ở dưới xe mà ánh nắng mặt trời không chiếu vào được như thế này thì là mát ạ. Ở dưới thì rất là chật hẹp, không gian rất là chật hẹp, gió không thể lùa vào được. Chưa kể là nhiệt độ của xe tỏa ra vô cùng là nắng nóng. Ở hiện tại thì em đang cảm thấy như nào nhỉ? Rất là nóng anh ạ. Vì trách nhiệm với khách hàng và muốn làm sao cho xe vận hành một cách tốt nhất thì chúng em luôn sẵn sàng ạ. Hôm nay là ngày xe mình là đến kỳ thay dầu máy và bảo trì xe. Nhưng mà vì công việc cho nên là mình không đi ra hãng để làm được. Và hôm nay là anh em ngoài hãng Vimix đã về tận nơi để bảo trì thay dầu máy cho mình. Mà lúc này là đang là 12:20 rồi. Trời thì nắng nóng. Nhưng mà mình rất cảm ơn anh em là không quản ngại thời tiết, nắng nóng và thời gian đến để bảo dưỡng xe cho mình. Và mình thấy rất hài lòng. Vì trách nhiệm đối với khách hàng, để có thể đảm bảo những chiếc xe luôn vận hành tốt nhất, đó chính là phương châm làm việc, là mục đích của chương trình Bác sĩ OVO muốn mang đến cho khách hàng.